His life visits orison of country. The beech blossom, apricot blossom, in full below is also a new year. A new spring comes. People are busy preparing to welcome the new spring, welcome the Tết holiday of the Vietnam. Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến, hàng năm khi ánh nắng mùa xuân ấm áp bắt đầu đến khắp mọi miền của Tổ quốc, những cây đào, cây mai đua nhau khoe sắc, đó cũng là lúc một năm mới, một mùa xuân mới đã về. Xuân về, mọi người lại tất bật trong niềm vui, thật khởi chuẩn bị chào đón mùa xuân mới, đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. The Tết holiday takes place on the first day of the Lunar Year, known as Lunar New Year. The first day of the year is also the most important holiday of the month. Tết cổ truyền của nhân dân ta hàng năm diễn ra vào những ngày đầu năm âm lịch, do vậy còn gọi là Tết âm lịch hay Tết Nguyên Đán. Những ngày Tết đầu năm này đồng thời cũng là according to the concept of Vietnamese people, Lunar New Year has a very deep meaning because it offers an opportunity for us to show the best thing to answer which our moment. Theo quan niệm của người Việt Nam, Tết Nguyên Đán có ý nghĩa hết sức sâu sắc, bởi đây cũng là dịp để chúng ta thể hiện những điều tốt đẹp nhất đối với ông bà tổ tiên, với quê hương và đất nước. Do you want to receive it at the beginning of the year? If you would like, please join the answer now. Number one. How do you spell spring? How do you spell spring? Đội chơi số 5.
Cô giáo thì phun và thầy giáo quá mí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tibetan, the nice less immersed in the atmosphere of the day, holiday, to all my kitchen, to gay, but xin chúc mừng cả bạn đã hoàn thành trò chơi nhìn tiền và tư tiếp tiểu chương trình. Chúng ta hãy cùng hòa mình vào không khí để thông qua trò chơi thi gọi bệnh chứng. Tiêu chí thứ nhất là tiêu chí đàn, tiêu chí thứ hai là số lượng. Bây giờ theo các bạn không đạt được, đạt được cuộc sống về thực hiện cái đàn. Theo các bạn đối nào đạt nhất, sản phẩm nào đạt nhất? Vui mà bay bốn sao các bạn, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là sản phẩm đạt hiện tại là đang dẫn đầu là sản phẩm số
chúng ta. Thôi bổ sung thêm một tiêu chí nữa. Sản phẩm nào có mình to nhất vào đây chứ. Đúng rồi, như vậy là cái gì ba là số lượng đúng chưa? Không số lượng sau. Bây giờ tiêu chí thứ ba là tiêu chí cân nặng. Theo các bạn sản phẩm nào có trọng lượng lớn nhất? Tạm thời đặt tiêu chuẩn đi. Đấy chưa? Không, số lượng thì một ngày là số lượng và giấy nhiều nhất. Không, thứ mấy tôi chẳng đáng thích nhất. Ngày số 3. Giấy nhiều là tốt cũng được. Tại giấy nhiều được hay. Không phải là thế, tiêu chỉ giấy nhiều là xin kính chào và hẹn gặp lại.